Rồi, hello xin chào tất cả anh chị nha. Chúc tất cả anh chị mình có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc anh chị nha. Thì hôm nay em lại đóng hàng để mà gửi đi tỉnh mọi người nha. Để em đổi camera quay cho anh chị mình xem nha. Đây là cái chậu đá Việt Mỹ mọi người nha. Thì cái này là tới sẽ đóng gói gửi về An Giang nè. Nó có cái chậu đá này, trong đây thì có củ sen với lại mắng giấy trong đây rồi, bỏ trong đây cho nó gọn đây rồi. Với lại bên đây thì có một cái cây sen nóng lạnh. Cái này là cái cây sen nóng lạnh nè. Với lại hai bồ cầu này. Thì cái bồ cầu này sẽ gửi đi về, cái này chưa đóng gói mọi người nha. Cái này chưa đóng gói ha, cái này cũng gửi đi về tỉnh luôn nè. Đó. Cái này tới chưa đóng gói, này để gửi về tỉnh luôn. Đây gửi về tỉnh luôn, hai bồ cầu này giống nhau. Hai cầu này giống nhau để mới gửi đi về tỉnh cho khách nè. Đây, chuẩn bị đóng gói, chuẩn bị kiểm tra hàng hóa đóng gói để mình vận chuyển về tỉnh. Đây, chuyên mục mà đóng hàng của bên em á, tất cả anh chị á, thì là đầu tiên là thứ nhất đóng gửi hàng đi về tỉnh á, là mình sẽ kiểm tra trên danh sách trên phiếu nè, là mình sẽ kiểm tra cụ thể từng món hết kiểm tra cụ thể từng món hết rồi sau đó là mình sẽ là đánh dấu trong đây và đóng gói cẩn thận là gửi về tỉnh nè. Đó, mình soạn hàng ra và đánh dấu trên phiếu hết để cho anh nhất là nhất là đủ hàng. Cái thứ hai nữa là mình phải kiểm tra hàng hóa là coi nó có bị bể vỡ này kia, nứt mẻ này kia không nè. Thứ nhất là mình sẽ tháo ra mình kiểm tra hết, rồi sau đó là mình sẽ đóng gói cẩn thận lại. Nhất là mình kim xốp phía dưới nè, cầu rồi là mình cũng phải ginh ra ngoài nè. Ở phía dưới này là người ta cũng đã là cho một cái lớp giấy rồi, tùy theo ha, tùy theo sản phẩm này sẽ có lớp giấy hoặc là một cái khung gỗ phía dưới, nhưng mà mình là mình phải sẽ là chèn xốp thêm anh chị, chèn xốp thêm để cho nó. Ủa bự vậy, cái này bự vậy, hai bên hông á hả? Trời, em tưởng đâu cái dưới đáy mới vừa. Chưa được này, để ngoài lắc bỏ vô mới được chứ. Bỏ vô nhét là được. Không được, dưới lắc xanh ginh cao lắm, ginh sao được. Nó này là hai chân treo nè, này là chưa, mình chưa có đóng thùng nè. Ê, này là thùng là có sẵn như vậy thôi. Nhưng mà nữa là mình sẽ chèn xốp thêm nữa anh chị, chứ không phải để không như vậy đâu. Để không như vậy là bóc xếp của chành xe dục dễ bỡ, dễ vỡ lắm. Đó là mình phải chèn xốp thêm nữa. Đó. Còn này là cái khung gỗ của cái chậu rửa chén nè, cái chậu rửa chén nè. Hay là cái chậu rửa chén của Việt Mỹ thì là hàng thường có cấp á, cho nên là người ta đóng gói khá là kỹ, là cho mình cả luôn cả khung gỗ như vậy. Còn nếu như trường hợp á mà chỉ có thùng giấy không thôi thì là em vẫn có chim xốp anh chị nhé. Ở đây là mình vẫn có chim xốp nè. Cái lớp trắng này là cái lớp trắng của đây. Cái lớp trắng này là chị, là cái xốp này nó là cái xốp mà tới chim trên mặt nó đó. Dù có khung gỗ vẫn chim xốp anh chị ha. Để đóng gói nhất là nó cho cẩn thận để mà về gửi vận chuyển về tỉnh anh chị. Đó là chuyên mục đóng gói của bên em là như vậy anh chị ha. Rồi, phía sau lưng bồ cầu là em bỏ cái mắng khăn trong đây cho mình ha. Phía sau lưng bồ cầu là em bỏ mắng khăn trong đây cho mình nè. Đó. Thì đóng gói để mà gửi về dưới đó cho mình. Ủa là chợ, thánh thần là chợ có cái chân treo mà bỏ xốp kìa. Ủa chợ. Có chân treo không mà đóng gói bỏ vậy đó, bỏ xốp vậy đó. Tốn tiền shop dữ lắm rồi. Chân treo nhiêu tiền mà đóng gói dữ vậy. Bị chìm cái đó, bị cắn dữ đó rồi. Bị cắn cái góc dữ đó kìa, nó đội lên khúc rồi kìa. Cậy đi cái. Nó đội lên cao quá, đóng gói nó khó. Rồi, chị Thủy ha, tổng cộng của mình là ta có 6 kiện chị nhé. Một kiện khung gỗ này á, là cái chậu rửa chén nè. Đó, cụ khung gỗ là cái chậu rửa chén nè. Đó. Còn cái kiện này, kiện nhỏ này đó là một cái cây sen trong đây chị nhé. Còn đây kiện nhỏ này là cái chân treo. Đó, một kiện bồ cầu là kẹp theo cái gương nằm bên hông nè. Đó, kẹp theo gương nằm bên hông. Còn đây là cũng bồ cầu nữa. Còn đây là cái lau bô chân treo. Thì tổng cộng nó sẽ có cái 6 cái kiện như vậy. Đó, thì mình có thể mình về mình kiểm tra lại ha. Mình nhận hàng mình kiểm tra lại. Trong đây em cũng có ghi địa chỉ thông tin rõ ràng trên đây hết trơn rồi. 6 kiện hàng trên đây rồi. Đó thì nữa dặn cho chú là cái gì chú kiểm tra ha. Sáng ngày mai là chủ nhật là em sẽ gửi hàng về cho chú. Chứ gửi tầm thứ hai chú mới nhận được. Thì ngày mai chủ nhật là em gửi hàng cho mình. Tầm thứ hai là mình có hàng rồi. Chắc tầm cỡ khoảng trong ngày thứ hai là có hàng cho mình rồi. Rồi, rồi tổng cộng mình sẽ có 6 kiện hàng như vậy. Rồi, sáng nay là một xe ba bánh nhỏ đó, sáng chủ nhật mọi người ha. Xe ba bánh nhỏ chở bông cầu về
úp lại, đẩy nắp trước, đẩy nắp trước, từ từ từ, rồi cho nó cân bằng úp lên trên, rồi cái bộ xả đấy trên mình ơi, à bộ xả bỏ trong đây nè, bộ xả bỏ trong đây nè, như cái bộ trong đây luôn á. À, sáng nay xe máy đi ha, với lại là có thêm một xe lôi để mà chở hàng đi tỉnh, chở hàng gửi về An Giang. Đây thì có bồn cầu, với lại đó là chậu đá với lại cây sen mọi người, còn đây là bồn cầu. Đấy, bồn cầu để gửi về tỉnh nè, ở hai bồn cầu. Chiên treo, lau bồn. Rồi, hàng đó lên xe để mà gửi về cho chị Thủy mọi người ha. Chị Thủy ở An Giang mọi người. 6 kiện hàng, cái đó là cái cây sen, đó là cái cây sen nè. Còn đây là cái chậu đá. Chậu đá này thì có hơn 3 triệu thôi mọi người, 3 triệu mấy, 3 triệu 3 mấy chục thôi. La bồn, dạ. La bồn cầu ha mọi người nhé, bồn cầu la bồn. Okay. Lên hàng để đi qua Liên Khu 45 mọi người nhé, hai bồn cầu, hai combo cầu. Rồi cuối video, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị. Gần xa trong thời gian vừa qua là cũng đã ủng hộ tới và đã phát thanh tâm thì nữa tới bên cửa hàng tới cũng về một số mẫu đá 80x80 anh chị nhé, thì nữa tới sẽ làm clip để mà review về những cái mẫu đá này cho anh chị mình xem, tại khá là nhiều luôn anh chị, khá là nhiều mẫu đá luôn, bên cửa hàng tới rất là nhiều mẫu luôn, thì tới nữa sẽ quay video để mà làm clip về gạch men nhiều hơn cho anh chị. Thì trên kênh tới thì trước đây ít cũng ít làm clip về như là gạch men hoặc đá 80x80x60 cũng ít làm clip đó anh chị. Thì gần đây tới sau này sẽ tranh thủ là clip, làm clip nhiều hơn để cho anh chị mình xem. Và anh chị ủng hộ tới đăng ký kênh tới nha, hoặc cần tư vấn bồn cầu đó thì thể là gọi hotline của tới. Còn bây giờ xin chào và hẹn lại tất cả anh chị nha. Bye bye.